Xin chào tất cả các bạn. Hôm trước thì mình có làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn cách để chạy chiến dịch D2C của AdSense hiệu quả. Bạn nào mà chưa xem thì có thể vào kênh của mình để xem nha. Kênh của mình là Affiliate Marketing. Đây, Affiliate Marketing này, các bạn có thể vào kênh của mình đăng ký để xem các cái video mà mình đã hướng dẫn về cái chiến dịch D2C này nha. Đây, hôm trước thì mình đã làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn cách để chạy chiến dịch D2C hiệu quả thông qua ba kênh, đó là Facebook, YouTube và blog. Thì đối với kênh Facebook thì đa số các bạn đều biết và các bạn đều làm được rồi, nên mình không có hướng dẫn nữa. Và đối với kênh YouTube thì mình cũng đã làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn cách để mà tải cũng như là chỉnh sửa video trên điện thoại. Bạn nào mà chưa xem thì có thể vào kênh của mình để xem nhé. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà mình tạo một trang blogger để có thể chạy chiến dịch D2C hiệu quả. Đây là một cái blog của mình mà mình đã tự làm. Nói chung là mình làm được thì chắc chắn các bạn sẽ làm được. Ở đây thì chủ yếu là mình bán chuyên về sản phẩm Saffron nha. Còn bạn nào mà muốn bán các cái sản phẩm khác thì có thể thay đổi các thông tin ở đây. Hôm nay mình sẽ demo cho các bạn xem cách để mà mình có thể tạo một cái blog giống như vậy. Để tạo một cái trang blog như vậy thì các bạn cần phải có một cái tài khoản Gmail nha. Bạn nào mà chưa biết cách tạo Gmail thì có thể vào kênh YouTube của mình. Ở đây mình có làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn cách để mà tạo tài khoản Gmail nè. Đây là cái video mà mình đã hướng dẫn cho các bạn là cách để tạo tài khoản Gmail. Các bạn có thể vào đây xem nha. Sau khi các bạn đã tạo được Gmail thì các bạn sẽ vào Google cho mình. Các bạn gõ là blogger.com. Rồi ở đây các bạn sẽ nhấn vào cái chữ là tạo blog của bạn nè. Rồi, ở đây mình sẽ sử dụng một cái tài khoản Gmail khác. Gmail của mình. Các bạn gõ mật khẩu. Rồi ở đây các bạn sẽ ghi tên hiển thị của blog của bạn. Ví dụ như mình bán mỹ phẩm thì mình ghi làm là mỹ phẩm chính hãng nha. Tiếp tục với blogger. Đối với một Gmail thì các bạn có thể tạo nhiều blog nha. Các bạn nhấn vào đây tạo blog này. Còn ở đây mình demo, mình chỉ tạo một blog thôi. Vào blog mới nè. Rồi các bạn ghi tiêu đề của blog. Tiêu đề blog tùy các bạn ghi nha. Rồi ở đây địa chỉ blog nghĩa là cái tên miền mà các bạn tạo cho cái blog của các bạn á. Tên miền này nó sẽ không trùng với các cái tên miền đã được đăng ký trước. Ví dụ như các bạn bán mỹ phẩm đúng không? Thì mình sẽ ghi là cái tên miền này tùy các bạn đặt nha. Mỹ phẩm. Nó hiện lên là rất tiếc địa chỉ blog này không khả dụng, nghĩa là đã có người xài rồi. Các bạn sẽ làm một cái địa chỉ blog khác nha. Ví dụ như mình thêm số 4 đi. Vẫn không được. Các bạn, thì mình ghi là link mỹ phẩm. Link mỹ phẩm. 1, 2, 3 đi. Ok, khi nào mà nó hiện lên cái chữ là địa chỉ blog này có sẵn thì các bạn có thể tạo blog nha. Tiếp theo là các bạn sẽ chọn một cái giao diện cho cái blog của các bạn. Các bạn chọn cái giao diện blog đơn giản nha. Để tí nữa mình sẽ chỉnh sửa. Rồi. Vậy là đã xong. Rồi,
Đây là cái trang quản trị của blog của các bạn. Sau khi các bạn tạo xong blog thì các bạn có thể vào xem blog này. Đây là cái blog của mình. Mình chưa có bài đăng, chưa có chỉnh sửa cái giao diện. Cho nên là lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách để mình chỉnh sửa cái giao diện này, giống như cái giao diện này của mình nha. Đây. Đối với blog thì các bạn không cần mua tên miền, cũng không cần mua hosting. Tuy nhiên nếu mà các bạn muốn bỏ cái đuôi Blogspot này đi á, thì các bạn phải mua tên miền giống như của mình nè. Mình đã bỏ cái đuôi Blogspot đi rồi. Lúc trước tên miền của mình là saffronjahan.blogspot.com, nhưng mình đã đổi thành, mình đã bỏ cái đuôi Blogspot đó đi rồi. Mình đã mua tên miền ở Inet, công ty Inet. Đó là một công ty uy tín, nên bạn nào mà muốn đổi tên miền thì có thể kéo xuống phần mô tả video của mình. Mình có để sẵn cái link để các bạn có thể mua tên miền. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tạo một cái giao diện giống như cái blog của mình nha. Thì các bạn sẽ vào Google cho mình, rồi các bạn gõ cho mình là landing page. Link page cho Blogspot. Các bạn ghi thêm free nhé. Rồi ở trong đây có rất là nhiều cái giao diện để các bạn có thể lựa chọn này. Các bạn vào đây xem. Đó, ở đây có rất là nhiều cái giao diện. Các bạn vào xem các cái giao diện ở đây và các bạn lựa chọn cái giao diện nào mà mình thấy đẹp mắt thì các bạn tải về. Lấy ví dụ như mình nhấn vào cái giao diện này nha. Đó, đây là cái giao diện của cái Blogspot. Thì ở đây có phần có cái phần xem trước nè. Đó, đây là cái phần xem trước nè, nó cho mình xem trước cái giao diện nè. Và nếu mà các bạn lựa chọn cái giao diện này thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần download này để tải về máy nhé. Và sau khi các bạn tải về máy thì các bạn sẽ giải nén cái file đó ra. Còn ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách để mà làm một cái trang Blogspot giống y chang như của mình. Thì các bạn kéo xuống phần mô tả video của mình là mình sẽ để cái file để các bạn có thể chỉnh sửa cái giao diện cho cái blog của các bạn. Để thay đổi cái giao diện của blog thì các bạn nhấn vào chủ đề cho mình. Các bạn chọn chỉnh sửa HTML. Rồi các bạn Ctrl A cho mình, các bạn delete đi, xóa hết. Rồi các bạn sẽ, sau khi mà các bạn đã tải cái file đó về á, thì các bạn sẽ mở cái file đó ra. Bạn nhấn chuột phải cho mình, rồi các bạn open với Notepad này. Rồi các bạn Ctrl A. Rồi các bạn Ctrl C. Rồi các bạn sẽ trở về cái blog các bạn dán nó vào đây, Ctrl V nó vào đây. Sau đó các bạn sẽ lưu. Rồi bây giờ các bạn sẽ xem blog. Đó, cái blog của mình giờ nó đã thay đổi đúng không? Giờ nó đã thay đổi theo cái giao diện gần giống với của mình rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách để thay cái logo này. Các bạn vào blog của các bạn. Các bạn nhấn vào phần bố cục cho mình. Rồi. Đây. Các bạn có cái phần header này, các bạn nhấp vào chỉnh sửa cho mình. Rồi các bạn xóa hình ảnh này. Các bạn nhấp vào chọn tệp. Đó. Các bạn chọn một cái hình ảnh nào đó. Rồi các bạn nhấn lưu cho mình. Xong rồi các bạn sẽ tải lại cái trang này nhé. Đó, bây giờ nó đã xuất hiện cái hình này rồi, đúng không? Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà thay đổi các cái menu ở trên này nhé. Các bạn quay trở về.
Các bạn sẽ nhìn ở trên đây này, có cái phần là đây, các bạn nhấp vào đây rồi ở đây là nút home này. Nút home này thì thường thường các bạn nên đặt là trang chủ, tùy các bạn nha. Ở đây mình đặt là trang chủ. Rồi cái travel này các bạn có thể là bán sản phẩm, ví dụ như các bạn bán sản phẩm Glomi thì các bạn ghi là Glomi. Rồi ví dụ như các bạn bán sản phẩm là saffron thì các bạn ghi là saffron ở đây. Đó. Và trong saffron thì có saffron Jahan. Đây là cái mục con của cái phần saffron này nha. Các bạn ghi là saffron Jahan. Đó. Đây là saffron Siam. Đó. Tùy các bạn bán sản phẩm gì thì các bạn có thể thay đổi cái tên menu nhé. Saffron Việt Nam. Rồi. Ở đây các bạn, ví dụ các bạn bán mặt nạ tạo dáng V-Line. Đó. Ở đây các bạn có thể ghi là liên hệ nè. Tùy các bạn nhé. Rồi. Các bạn ghi giới thiệu tùy các bạn nhé. Rồi đó. Tùy các bạn. Rồi các bạn nhấn vào lưu. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn lại cái trang của mình nha. Cái trang của mình ban đầu nè là chữ tiếng Anh đúng không? Bây giờ các bạn sẽ tải lại nè. Đó, nó đã thay đổi rồi đúng không? Đó. Rồi ở dưới đây, ví dụ như cái này mình sẽ thay đổi nha. Mình không có bỏ hình cô gái này nữa mà mình sẽ thay đổi nó. Mình sẽ thay đổi nó nha. Thì các bạn cũng vào phần bố cục. Rồi, đây là hình cái cô gái đó nè. Ở bao mi này, các bạn nhìn thấy nè. Ở bao mi này, các bạn bỏ cái hình này đi, các bạn chỉnh sửa cho mình, rồi các bạn xóa bỏ nó luôn, rồi đã xong. Rồi ở đây các bạn có thể thêm các cái tiện ích, ví dụ như là các bạn có thể thêm một cái hình ảnh cho nó chẳng hạn, ví dụ như mình thêm một cái hình ảnh giống như cái, ví dụ như mình thêm cái hình ảnh giống như của mình đây nha, vào thêm tiện ích này. Các bạn nhấn cho mình là các bạn tìm cho mình là cái hình ảnh đây, nhấp vào đây. Rồi ở đây các bạn sẽ chọn tệp từ máy tính nè. Đó, đây saffron Jahan. Đó, rồi tiếp theo các bạn có ghi thì các bạn có thể ghi tiêu đề cho nó nhé. Đó, các bạn chú thích cho nó là chính hãng. Rồi các bạn sẽ lưu. Rồi các bạn sẽ xem lại cái trang của mình nha. Đó, nó đã xuất hiện cái hình rồi đúng không? Các bạn có thể thêm nhiều hình ảnh tùy các bạn. Các bạn muốn thêm hình ảnh thì các bạn cứ làm giống hồi nãy, thêm tiện ích nhé. Rồi, cơ bản là như vậy nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà các bạn đăng một cái bài viết. Cách để các bạn đăng một bài viết giống như của mình đây. Cách để mình đăng một cái bài viết giống của mình đây nha. Rồi giờ các bạn sẽ vào cái phần bài đăng cho mình. Các bạn nhấp vào bài đăng mới. Đó. Ví dụ như ở đây mình đã chuẩn bị cho, đây mình đã chuẩn bị một cái bài viết cho cái sản phẩm saffron da, cho cái sản phẩm saffron salam này. Mình copy cái tiêu đề của nó này. Các bạn nên chuẩn bị sẵn cái bài viết của mình nhé. Rồi các bạn nhấp vào tiêu đề bài đăng đó. Tiếp theo, rồi các bạn sẽ copy cái phần này qua
Đó. Các bạn dán nó qua đây, rồi các bạn chọn hình ảnh nhé. Chọn hình ảnh, ví dụ như mình chọn ví dụ như mình chọn cái hình này chẳng hạn. Rồi mình tắt ở đây. Rồi. Ở đây các bạn nhấp vào cái hình này, các bạn có thể chỉnh sửa nè. Các bạn có thể chỉnh sửa thành nhỏ này, trung bình này, lớn, vân vân. Rồi các bạn có thể để sang trái, sang phải, vân vân. Đây mình để cho nó nhỏ nha. Đó, cho nó vừa. Thôi trung bình đi coi. Đó, trung bình. Đó. Tiếp theo. Tiếp theo là cái gì? Tiếp theo nè. Tiếp theo ở đây trong cái phần bài viết của mình có cái phần mua ngay này nha. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo cái form như vậy. Cái form như vậy là thực chất là mình lấy ở bên D2C nha. Lấy ở đâu bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn nè. Các bạn đăng nhập vào D2C cho mình. Các bạn đăng nhập vào D2C, các bạn sẽ chọn cái phần chiến dịch. Các bạn bán sản phẩm gì thì các bạn lấy form của sản phẩm đó. Ví dụ như mình bán sản phẩm của Saffron Yahan. Đây. Thì các bạn nhấp vào cái Saffron Yahan này. Ở đây này, ở đây có cái phần là form đặt hàng này. Rồi đó. Thì các bạn sẽ copy cái mã nhúng này. Copy cái mã nhúng này nha. Ctrl A. Rồi. Các bạn sẽ các bạn để ý này, các bạn sẽ ở đây là đang ở phần viết đúng không? Các bạn sẽ nhấp vào cái HTML. Đợi mình xíu nha. Rồi. Các bạn sẽ dán nó vào cái hàng cuối cùng, cái dấu nháy cuối cùng nha. Đó, các bạn trở về phần viết. Thì ở đây nó đã xuất hiện cái form này. Đó. Tiếp theo các bạn sẽ copy cái phần mô tả vào bài viết của mình. Các bạn vào đây, các bạn vào phần HTML, các bạn dán vào đây. Đó. Đó. Ở đây nó xuất hiện rồi này. Các bạn chỉnh sửa cái bài viết này nhé. Các bạn chỉnh sửa cái bài viết này tùy các bạn. Các bạn có thể in đậm, in nghiêng, gạch chân, rồi màu sắc, vân vân. Rất là nhiều. Các bạn có thể tùy chỉnh nha. Đây các bạn có thể ghi là rồi sau khi mà các bạn đã chỉnh sửa xong thì các bạn sẽ nhấn vào xuất bản nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ xem blog nha. Đó. Rồi cái sản phẩm này nó đang ở trang chủ đúng không? Khi mà các bạn đăng một cái sản phẩm nào đó lên lên cái blog thì mặc định nó sẽ ở phần trang chủ này. Các bạn muốn bỏ cái bài viết này vào cái phần Saffron Yahan này nha. Thì bây giờ các bạn sẽ copy cái đường link này cho mình. Copy cái đường link này cho mình. Rồi các bạn sẽ vào phần bố cục. Các bạn nhấp vào đây cho mình. Rồi. Ở đây là các bạn muốn để cái bài viết đó vào cái mục Saffron Yahan nha. Thì các bạn sẽ xóa cái dấu F này đi. Các bạn dán cái đường link của cái bài viết đó vào đây. Đó, rồi các bạn lưu. Rồi. Các bạn thấy nè. Ở đây khi mà các bạn nhấp vào đây nó chưa có hiện cái gì đúng không?
Rồi các bạn sẽ load lại nè. Rồi các bạn nhấp vào Saffron Jahan. Đó, thì nó sẽ nhảy ra cái bài này. Đó. Rồi các bạn có thể chỉnh sửa, nếu mà các bạn muốn nó chỉnh sửa cái bài này cho nó đẹp hơn thì các bạn có thể vào cái phần bài đăng. Các bạn vào phần bài đăng nè. Rồi các bạn chỉnh sửa. Chỉnh sửa tùy các bạn, thêm hình ảnh hay gì các bạn. Tùy các bạn nhé. Đó. Thì ở đây khi mà khách hàng nhấp, khi mà khách hàng điền họ tên và số điện thoại vào đây nhận đặt hàng thì bên bên công ty sẽ gọi lại tư vấn cho khách hàng. Mình không cần tư vấn và mình cũng không cần đặt hàng. Đó là cái cách mà mình tạo một cái bài viết với cái form đặt hàng ở bên D2C. Thì các cái sản phẩm khác thì các bạn có thể làm tương tự. Vậy hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách để tạo một cái blog để mình có thể chạy chiến dịch D2C của Accenture hiệu quả nha. Bạn nào mà có thắc mắc hay có đóng góp ý kiến thì có thể comment ở dưới video này giúp mình. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video này giúp mình nha.